Biosca đưa tin, ít nhất 21 thành phố của Nga, nơi giáp biên giới với Ukraine và phải đối mặt với nhiều đợt pháo kích, tấn công bằng máy bay không người lái UAV từ khi chiến sự bùng phát, sẽ không tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng vào ngày 9 tháng 5. Các khu vực Belgorod và Kursk ở miền Tây nước Nga cũng như bán đảo Crimea là những nơi đầu tiên quyết định không tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng. Lo ngại về an ninh đã được ghi nhận ở ít nhất 8 thành phố, trong đó có Tuymen. Vì vậy, kế hoạch duyệt binh cũng đã bị hủy ở các vùng Tuymen, Dnipropetrovsk, Sugut của Serbia và khu tự trị Khanty-Mansiysk. Còn các thành phố tại Bắc Pskov và Velikiye Luki gần biên giới Estonia quyết định hủy lễ kỷ niệm vì lý do đạo đức, khi cho rằng âm thanh của pháo hoa có thể khiến những người lính bị thương đang điều trị tại các bệnh viện trong khu vực sợ hãi. Năm nay, chính quyền Moscow đưa ra động thái chưa từng có, phong tỏa quảng trường đỏ đối với công chúng trong 2 tuần trước cuộc duyệt binh. Thủ đô Moscow, thành phố Saint Petersburg và các khu vực lân cận đã áp đặt vùng cấm bay tuần này trong bối cảnh xảy ra loạt vụ tấn công bằng UAV mà Nga cáo buộc là do Ukraine thực hiện nhắm vào Điện Kremlin. Kiev bác bỏ các cáo buộc này.